Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam cho biết, công ty DATC liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tên gọi đầy đủ, công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC. Tên viết tắt trong giấy đăng ký doanh nghiệp là DCSC Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC có tiền thân là Trung tâm Thông tin Tư vấn Dịch vụ về Tài sản bất động sản, trực thuộc Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính. Ngày 29 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định số 3776 quy đề BTC chuyển giao Trung tâm Thông tin Tư vấn Dịch vụ về Tài sản bất động sản sang Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam Quản lý. Sau khi tiếp nhận Trung tâm Thông tin Tư vấn Dịch vụ về Tài sản bất động sản theo quyết định số 3776 QĐ-BTC nêu trên DATC đã chuyển đổi để thành lập ra công ty cổ phần với tên gọi công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC với vốn điều lệ 10 tỷ đồng trong đó DATC nắm giữ tỷ lệ 60% vốn điều lệ 6 tỷ đồng tương ứng với 600.000 cổ phần đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam cho biết thực hiện chủ trương của chính phủ về việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tháng 11 năm 2014, DATC đã thoái toàn bộ cổ phần 100% vốn góp tại công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC. Kể từ tháng 11 năm 2014 đến nay, DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC. Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị thông tin viết đầy đủ tên gọi của công ty tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC hoặc viết tắt tên doanh nghiệp. DCSC để tránh gây hiểu lầm cho bạn đọc. Vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 khởi tố từ ngày 7 tháng 10 năm 2022. Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ông Đặng Phương Hoài Tâm, cựu phó văn phòng Vạn Thịnh Phát, người được bà Lan giao quản lý theo dõi các bất động sản, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã giả soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định. Đối với bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, 1.784 bản photo sổ đỏ, danh sách 269 nhà đất cho thuê và nhiều hợp đồng công chứng, thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản, trong đó có nhiều bất động sản liên quan công ty quốc cường Gia Lai, một số bất động sản ở Đồng Nai. Một số bất động sản lớn bị kê biên như tòa nhà số 232 Trần Hưng Đạo, tòa nhà số 19, 21, 23, 25 Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở chính ngân hàng SCB. Tòa nhà 110, 112 Võ Văn Tần, biệt thự cổ do bà Lan giao cho công ty Mineva đứng tên. Tòa nhà số 66 Phó Đức Chính, nơi đặt chi nhánh Hồ Chí Minh của công ty chứng khoán Tân Việt. Có thể thấy bà Trương Mỹ Lan và hệ thống Vạn Thịnh Phát sở hữu nhiều tài sản là bất động sản có giá trị ở vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng nghìn bất động sản, bà Trương Mỹ Lan không thể nhớ hết danh sách tài sản cũng như không nắm được tình trạng sử dụng, thế chấp các tài sản này ra sao. Một cá nhân là đầu mối giúp việc theo dõi quản lý các tài sản giúp bà Lan là ông Đặng Phương Hoài Tâm. Ông Tâm vào làm việc tại văn phòng hội đồng quản trị của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát từ tháng 9 năm 2011. Từ khoảng năm 2013, năm 2014, ông Tâm được phân về nhóm quản lý theo dõi các tài sản, trong đó có tài sản riêng lẻ của bà Trương Mỹ Lan và tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình làm việc Ông Tâm quản lý các thông tin tài sản như tên tài sản, địa chỉ, chủ tài sản, ai giữ sổ đỏ. Đến năm 2017, ông Tâm được giao thêm phần công việc theo dõi dư nợ tại ngân hàng SCB của các tài sản này. Công việc hàng ngày, ông Tâm theo dõi cập nhật danh sách tài sản riêng lẻ và thêm phần thông tin dư nợ như tên công ty vay, số tiền vay, ngày giải ngân, tài sản đảm bảo, dư nợ, hạn vay, chi nhánh vay. Đến đầu năm 2020, ông Tâm được bổ nhiệm làm phó văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phụ trách toàn bộ công việc của văn phòng. Khi này, ông Tâm giao công việc theo dõi dư nợ cho hai nhân sự khác và bắt đầu tham gia phối hợp với bị can Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng công ty Peninsula để cung cấp thông tin các công ty, cá nhân không có dư nợ hoặc thành lập công ty mới để vay vốn ngân hàng SCB. Quá trình điều tra, ông Tâm thừa nhận có phối hợp thành lập công ty nhưng lại khai không biết mục đích thành lập công ty. Tuy nhiên theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Tâm được giao theo dõi các bất động sản riêng lẻ để biết tài sản nào đưa vào vay ngân hàng, tài sản nào chưa vay, quản lý theo dõi danh sách các công ty cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay. Ông Tâm là người cung cấp thông tin các cá nhân để thực hiện phương án vay vốn, quản lý thông tin cá nhân, pháp nhân phục vụ việc vay vốn tại ngân hàng SCB. Phụ trách các nhân viên thực hiện thủ tục pháp lý thành lập công ty cần. Đặc biệt bà Lan Khai năm 2022 có đưa cho ông Tâm xem danh sách tài sản bà Lan đang thế chấp tại ngân hàng SCB và yêu cầu kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản xem có nhầm lẫn, có tài sản nào không được trả lại khi đã tất toán khoản vay. Cơ quan điều tra xác định ông Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát. Hành vi của ông Tâm liên quan trực tiếp hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 171.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB và số tiền thiệt hại hơn 57.000 tỷ đồng lãi. Theo cơ quan điều tra, kết quả thanh tra và giám sát của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước và kết quả điều tra xác định về tình hình tài chính của ngân hàng SCB vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, qua công tác thanh tra của đoàn thanh tra liên ngành đã cho thấy những vấn đề đáng lo ngại. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng SCB đạt 20,92% cao hơn nhiều so với báo cáo của ngân hàng 0,61%, vượt quá quy định dưới 3% tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ CAR cũng thấp hơn báo cáo là 6,5% so với 10,06%, không đáp ứng yêu cầu trên 9%. Ngoài ra, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn cũng như tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản, tổng dư nợ đều vượt quá mức quy định. Mặc dù kết quả thanh tra và điều tra đã rõ ràng chỉ ra tình hình nền tài chính khó khăn của ngân hàng SCB, ban lãnh đạo của ngân hàng đã cố tình lập báo cáo không trung thực và che giấu thông tin quan trọng khi báo cáo cho cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Hành động này nhằm mục đích tiếp tục huy động vốn và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Kết quả điều tra cho thấy năm 2017, tính đúng vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB là âm 22.289 tỷ đồng, lợi nhuận âm 35.038 tỷ đồng. Kiểm toán độc lập năm 2022 cho thấy lỗ lũy kế 464.547 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 677.286 tỷ đồng, giá trị theo sổ sách là 1.265.504 tỷ đồng, đều liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng những thủ đoạn gian dối để lập phương án rút cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân tiền từ SCB. Kết luận cho thấy, dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người chi phối, lũng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn khi nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5%, số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi. Từ đó, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Theo kết luận điều tra, để hợp thức việc rút tiền tránh bị cơ quan chức năng phát hiện truy vết dòng tiền, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các thân tín tại SCB phối hợp với nhân viên Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống giải ngân các khoản vay đồng thời chỉ đạo các thuộc cấp mượn nhiều pháp nhân cá nhân tạo tài khoản ma tại ngân hàng. Tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Khi cần sử dụng tiền mặt, bà Lan chỉ đạo ông Bùi Văn Dũng lái xe riêng đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền cùng lúc đó nhân viên SCB sẽ liên hệ với người của Vạn Thịnh Phát yêu cầu cung cấp pháp nhân cá nhân nhận tiền rút tiền lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt sau đó những cá nhân đại diện pháp nhân ma sẽ đến ngân hàng để ký chứng từ rút tiền tiền mặt sẽ được xuất khỏi quỹ giao cho ông Dũng tài xế của bà Lan sau đó sẽ chở tiền về nhà bà ở tòa nhà Seoul quận 3 thành phố Hồ Chí Minh giao cho Trần Thị Hoàng Uyên trợ lý trương Mỹ Lan Uyên theo chỉ đạo của bà Lan giao tiền cho những người đến nhận và không lưu trữ, ghi chép gì về những người nhận tiền. Một phương thức khác được nêu trong kết luận điều tra là ông Dũng sẽ trở tiền từ ngân hàng về trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở số 193 đến 203 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, giao theo chỉ đạo của bà Lan hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân mà bà Lan yêu cầu. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ông Dũng đã vận chuyển khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa giao cho một số cá nhân theo chỉ đạo của nữ chủ tịch tập đoàn. Khi chưa cần sử dụng tiền mặt, bà Lan chỉ đạo cấp dưới tại SCB và Vạn Thịnh Phát sử dụng các pháp nhân cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền chuyển tiền từ các công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân cá nhân này. Khi cần sử dụng, các đối tượng sẽ lập ra phương án chuyển tiền lòng vòng chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của Ba Lan. Điều tra cho thấy, theo chứng từ giải ngân, việc chuyển tiền ngân hàng vốn vay đến các tổ chức cá nhân tra thông tin chuyển tiền cho đến khi tiền ra khỏi hệ thống SCB. Ngân hàng ghi nhận tiền đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân F1 nhận tiền. Từ các cá nhân, pháp nhân được giải ngân theo phương án vay vốn trên kết luận điều tra đã chỉ đường đi dòng tiền của 1.284 khoản vay, tương đương 483.917 tỷ đồng dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, 57.029 tỷ đồng được trả khoản vay cũ tại SCB, 381.303 tỷ đồng được tổ chức cá nhân chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB, 5.275 tỷ đồng được tổ chức cá nhân chuyển khoản nội bộ trong SCB. 81.873 tỷ đồng được rút thành tiền mặt. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cho rằng cháu gái ruột bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức đồng phạm với bà Lan tham ô tài sản lên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Trưởng ban kiểm soát SCB khai luôn bị cản trở. Ông Lưu Quốc Thắng, nguyên trưởng ban kiểm soát SCB khai, dù quy định thì Ban Kiểm soát SCB có chức năng rất lớn, có quyền kiểm tra toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, nhưng thực tế hoạt động của ban kiểm soát đối với các hoạt động nói chung và hoạt động cấp tín dụng của scb luôn bị cản trở không được các đơn vị liên quan tại ngân hàng phối hợp nên cho dù có nằm trong kế hoạch thực tế kiểm tra thì cũng chỉ là hình thức không kiểm tra được nội dung cụ thể để có điều kiện phát hiện ngăn chặn kiến nghị theo chức năng của ban kiểm soát